chào cả nhà nha. Nãy giờ Hà lục đục như này làm gì không biết. Trời, cái gì lá chuối tùm lum vậy em? Này chị Ngân à, này chị Ngân. Em làm gì vậy? Em làm bánh cuốn lá chuối thử. Em thấy cái chị này chỉ làm gì là thấy dễ, nhưng không biết mình làm có được không. Cái gì đây, bột hả? Bột á. Trời, đó giờ mới thấy luôn á. À, mình không có khuôn á. Món này là mắt in USA luôn á nha cả nhà. Chắc hư. Rồi đó giờ mới biết cái món này luôn á. Này cho em lột ra được không? Được. Sao là có cái chát dầu chát mỡ gì lên không? Trong bột thì nó có dầu rồi. Để coi nè cả nhà. Thử coi nha. Thử coi nè. Đó giờ mới thấy luôn. Mới thấy luôn, em cũng mới làm luôn. Chờ ăn cái bánh cuốn thì chắc tới chiều quá. Chị Ngân chỉ làm hư hết nửa phần rồi đó. Ai vô chị? Trời ơi, bột đây hả? Tại vì á, làm vậy á, nó mới dính ở trên cái lá này nè. Ở nhà chờ cái kết quả rồi nha, kết quả cuối cùng nha. Để coi cần sao. Chị nó chỉ chét mỏng mỏng vậy nè. Thề bánh cuốn quá mà không biết làm. Các anh chị nào mà chị, các chị nào mà rành á, comment phía bên dưới để hướng dẫn cho tụi em nha. Cái này là tụi em làm dạng giả chiến đó. Đây nè. Nè, coi nguyên dạng này hết xong hết rồi. Giờ chỉ đợi bột thôi mà không biết có xong không. Bột cũng xong rồi. Đi mua bánh cuốn ăn luôn. Nha. Để kìa cho chị Ngân kìa, chị Ngân đi quét. Giờ mình chờ thôi nè. Một cái bánh này chờ 5 phút mà mình ăn lần là khoảng chục cái là chờ khoảng 1 tiếng mới có dĩa bánh. Dĩa bánh cuốn ăn nha cả nhà. Ngày kiểu này chắc anh làm cái này trước cho lẹ đi em ơi. Trời ơi. Thôi không sao. Chờ thử coi sao nha cả nhà. Nè anh nè. Nó bung lên nè. Hay quá ha. Nhưng mà có cái là đó được đó. Đó nè. Trời ơi, nó hơi dày không? Thì cái bột này nó dày quá, em pha dày quá mà. Tại cái chị đó kêu là để lên nó chuối rồi. Bánh cuốn à. Thấy bánh gì không? Mà bánh cuốn không? Này thấy giống bánh giò hả em ơi. Chị bánh cuốn không? Không cuốn được luôn á. Chết rồi. Em có bị gói không em? Có. Anh thấy này lẹ hơn nè. Em kêu sao anh rồi thì... thiệt luôn. Em đói bụng lắm rồi đó. Bánh gì đây? Ôi trời ơi, trời. Trời ơi, tội nghiệp vợ tôi quá. Thôi em ơi. Mì gói bánh gì luôn á. Anh nghĩ bỏ chả vô ăn cũng ngon nữa. Chả với giá. Nè. Thiệt luôn á. Thôi giờ em làm bộ khác đi. Em làm mì gói khô đi. Không xong rồi. Cái bộ của nó bị gì vậy? Cái gì mà gãy đầu vậy? Thôi, mì gói. Thiệt luôn đó, đó. Thấy chưa? Anh nói rồi. Cái dễ đâu, đúng không? Cái này lẹ hơn nữa. Cái dễ. Chết luôn. Đây nè. Tốn tiền lá chuối nữa nha. Cái này phải mua đấy cả nhà. Chứ không đâu có đâu. Để em nha. Làm bánh giò. Để làm bánh giò đi. Thôi, xong cái hàng bánh cuốn. Công tình lụi hụi nguyên ngày hôm qua. Bột nó sao rồi? Em làm gì đặt quẹo cục cục như kìa. Thấy chị thì chỉ làm dễ. Vậy sao cuốn? Thôi dẹp đi không nghe em ơi. Anh nghĩ em dẹp đi. Rồi dẹp xong. Hàng. Rồi dọn hàng nha, dọn nghỉ bán, hàng, nghỉ bán. Lỗ rồi. Lỗ giống rồi. Rồi mì gói đi. Rồi nướng gói với rau chả nè, đó giá nè. Nghe đi chị Ngân ơi.
không xong rồi. Hảo hảo đi. Hot hả? Ừ, chua cay nè. Wow, em mua sao hay vậy? À, mua nguyên thùng luôn á. À, chua cay em lựa hay quá. Anh thích chua cay. Rồi, hai gói đi. Ừ, chắc ăn đi, đó. Rủ ra. Đây nè, cả nhà bánh cuốn nè, cả nhà. Bánh cuốn rồi. Quá ngon luôn, thấy không? Vô, chơi vô. Sorry. Cái chứ anh, mình thích ăn mì gói lắm nha. Rủ ra đây ăn bánh cuốn đó cùng. Ăn mì gói bánh cuốn. Trời, cái này là đặc sản đó, đừng có giỡn. Đó, mình thích không? Cái món này lắm á. Giá em yêu. Giá hả? Yes. Đổ. Trời, sao vậy? Hả? Định ăn bánh cuốn á. Nó nhão hả? Yeah. Đó, đổ thôi. Rồi, mời cả nhà nha. Đây là bánh cuốn nè. Đó. Này cá cơm rút xương nha cả nhà. Ngon lắm luôn á. Này nhậu hoặc là ngồi ăn chơi á. Này của chị Ngọc á. Nè. Ngon giòn cái sợ luôn. Ngon lắm rồi. Vừa ăn ngon. Này là ba con đó, nè ha. Nhậu rồi. Gió bột. Chào cả nhà nha. Bầu trời cái ly chờ mấy ngày nè. Khoảng 3-4 ngày á, từ khi ship á. Để mà bây giờ mình nhận được cái thùng đồ này cả nhà. Hà chưa biết gì đâu. Hà đang làm khách. Cả nhà coi coi cái gì nha. Cái hộp đẹp lắm luôn. Đã chưa? Đây. Teddy Black. À. Đó. Đẹp chưa cả nhà? Cái này là design của Ý nha, made in Italia nha, đồ của Ý là cả nhà biết rồi á. Là đồ xịn ha. Đẹp lắm cả nhà ơi. Mới 100% nha. Đẹp chưa? Wow. Nè. Wow. Đẹp chưa? Birthday. Do birthday. Thank you. Đẹp không em? Đẹp quá. Chưa? Màu vàng nữa. Ừ. For my birthday. Surprise. Mở ra cái. Đây có cọng dây dài để mình cột xuống nữa nè cả nhà. Dễ thương quá, tay bóp đẹp quá. Đẹp chưa? Đẹp quá. Gì kìa? Giấy gì? Còn cái này nó là một cái màu xanh nữa cả nhà. Wow, đẹp chưa? Hai cái này là hai cái kiểu khác nhau nha, nhìn nó tựa tựa nhưng mà thực ra nó là khác nhau nha cả nhà. Cái khóa nữa nè. Đẹp quá, quá đẹp luôn á cả nhà. Wow, đẹp quá, cái màu này cũng đẹp dễ sợ luôn nè. Bên trong nè. Cũng có một cái cọng dây để mà nó cột vô đây ha cả nhà.
đeo dài cũng được, xách vậy cũng được, dễ thương lắm, đẹp quá ha. Coi kìa, cái màu xanh cũng đẹp nè, cái da của nó là coi như là nhìn gần gần á, rất là đẹp luôn nha anh chị, được may rất là sắc sảo nha. Đây cọng dây đẹp không? Đẹp ha, vàng ha, quá đẹp luôn. Cái này anh chị là bách đề của Hà rồi, cái này là của công ty mà bé Tuyết có nó quay mấy lần á, mình thấy là cái này nó rất là đẹp mà giá cả nó rất là rẻ, nó không có mắc nha. Anh chị đoán cái này bao nhiêu tiền? Và mình quay gần và những cái nét gần cho anh chị xem, màu sắc rất là trẻ trung, rất là đẹp. Cái này chỉ có hơn 500 đô thôi, hơn 500 đô thôi, cộng với thuế nữa, chưa tính tiền thuế nha, rất là rẻ luôn mà nó rất là sang trọng và đẹp. Các anh chị có thể các chị có cái đường link phía dưới của bé Tuyết á, nó share cho mình cái này là mình order của bé Tuyết nó gửi để mà mình tặng quà ha. Có đường link phía dưới, các anh chị cứ bấm vô đường link đó là nó hiện ra những cái sản phẩm là anh chị tự order thôi và sẽ ship tới tận nhà luôn nè, đẹp lắm luôn, quá đẹp. Công nhận mình đàn ông mà mình nhìn mấy này mình còn thích nữa. Tại vì nó cái độ sắc sảo của nó nha. Các anh chị lưu ý bấm vào cái đường link phía bên dưới của bầu trời Cali ghi phía dưới đó anh chị. Hãy bấm vào đường link đó để mà khi mà các anh chị trả tiền, và nhớ bấm thêm cái promo code vô nữa của có tên là Amy Spencer. Đó, mình có ghi ở trên TV, các anh chị hãy bấm vào cái code đó thì các anh chị sẽ được giảm giá thêm 30 đô la nữa cho mỗi một cái túi nha anh chị. Hãy bấm vào đường link phía dưới để mà bấm được promo code Amy Spencer. Rẻ lắm em, đâu có mắc đâu, có 500 mấy à, rồi tiền thuế nữa thôi khoảng chừng 600 bạc. Cái này sản xuất tại Ý nha cả nhà, sản xuất tại Italia và cái công ty của nó là ở nằm ở New York của Mỹ ha. Trời ơi siêu nổi luôn, đẹp cái sợ. Tí nó hay đeo giỏi lắm. Dạ. Em gắn cái dây thử đi. À. Hả? Ôi trời ơi, trời ơi, hiện đại quá không biết xài. Chị Ngọc ơi, đeo hai cái bóp giống nhau, mặc hai cái đầm giống nhau luôn. Em lúa không biết xài. Rồi có chìa khóa luôn nha. Ôi, đừng nhìn, không? Có chìa khóa. Trong đây, ủa chị đâu? Ở chị trong đây quá. Có ổ khóa xong thấy cái chìa ta. Trong này nè. Có chỗ mở không? Không biết. Ồ, đúng rồi, chìa nằm trong này nè, có lỗ nhỏ nè, thấy không? Gắn đây ha anh. Yep. Gắn đó đúng rồi, hai bên. Nó có thể nới ra dài ngắn nữa. Ừ. Cái da nó đẹp quá ha. Không nhận. Nhìn nó trẻ trung mà nó sang.
Cái này lạ ha. Ừ, cái kiểu mới nó vậy. Ờ. Lắp nó vô. Dạ, bên đây nè. Cái này không có móc túi được. Chìa khóa nằm chậm. Đây nè. Ừ. Thấy không cả nhà? Chìa khóa luôn trời. Ổ khóa, chìa khóa đàng hoàng. Wow. Đó, dính liền luôn kìa. Đẹp quá rồi, từ chìa khóa rồi. Đẹp ha. Ồ, khóa đâu? Biết chết liền. Tí coi giờ khóa đâu. Đó tính sao đi. Em đeo thử coi nó vừa cái size chưa. Phần nới đâu. Cái này vừa. Ờ ngay tầm tay luôn ha. Ngay tầm tay vừa. Đẹp ghê. Vừa, cái này vừa. Ừ. Ừ. Quá đẹp. Màu đẹp anh. Ừ. Không có chó loại bình minh. Chó nhẹ hả? Chó nhẹ. Cái này bật nguyên độ bộ đồ màu vàng nữa đẹp. Ôi dài màu vàng luôn. Có luôn hả? Có luôn. Nhuộm tóc vàng luôn đi. Móc nhuộm tóc vàng. Có gậu khóa ngon. Này không xài biết sao. Cài vô mấy cái vali mà đi Việt Nam á. Việt Nam, đi Việt Nam. Ờ, móc, móc vô. Đúng rồi anh. À, tiện. Chứ cái vỏ này ai cài vỏ khóa vô làm gì? Khóa đâu. Đẹp quá. Anh kêu chồng yêu. Chói lòa quá. Anh chị lưu ý nha, bầu trời Cali nhắc lại là cái đường link của bầu trời Cali ghi phía bên dưới, anh chị bấm vô đó sẽ bấm thêm cái promo code là cái tên là Amy Special đó, bấm cái đó vô anh chị sẽ được giảm giá thêm $30 nữa. Nhớ phải bấm vô đường link đó nha. Và có đường code, bấm cái code vô mới được nữa nha anh chị, nhớ nhớ $30 nữa. Cái này mình sẽ Hà sẽ tặng cho một người bạn. Người bạn nào thì cả nhà sẽ biết sau những cái video kế tiếp nha cả nhà ha. Em thích màu vàng hả em hả? Ok, Hà chọn màu vàng. Trẻ trung. Cái này cũng rất là trẻ trung, dễ mặc đồ lắm. Cái màu xanh nè ha, mặc hầu như là rất là dễ, rất là rẻ luôn. Thật sự nếu mà nhìn đường nét, nhìn gần á, nó sắc, cái độ sắc nét của nó, độ cái da nè và những cái đường mai nè, nhưng mà nhất là cái da rất là đẹp nha cả nhà, nó đẹp lắm. Nếu mà không phải là rẻ gì, nhưng mà so với những cái món đồ hiệu á, những cái món đồ giống như Louis Vuitton hoặc là những cái cao cấp hơn á, thì so với cái giá tiền của cái vỏ này thì nó rẻ hơn gấp mấy lần nữa. Nếu mà so với cái vỏ Chanel hoặc là cái Chanel hay mà cái vỏ Chanel thường của phụ nữ là mình nghĩ khoảng 6.000 á, khoảng 4.000 tới 6.000 đô đúng không em? Khoảng 6.000 mà nó lên giá nữa nha cả nhà. Còn cái này có 600 mà tính luôn thuế là gấp 10 lần cái vỏ. Còn Louis Vuitton thì khoảng chừng 2.000 mấy 3.000 cỡ tầm đó, thì cái này cũng chỉ có 500 mấy 600 thôi, tính luôn thuế nha. Chưa thuế thì 500 mấy rất là rẻ. Over 500 à, quá rẻ. Ok rồi. Ở dưới cái video này có cái comment ở phía bên dưới nha anh chị. Ở dưới đó mình có ghi cái link của bé Tuyết á, cái link của sản phẩm này nè, các anh chị bấm vô và order ship tận nhà. Quá đẹp. Này không biết có bóp nam không ta, để chút mình cho anh coi. Chắc có bóp nam chắc cũng rẻ. Nguyên cái vỏ của nữ mà có mấy trăm thì dĩ nhiên bóp nam chắc còn rẻ hơn nữa. Đẹp quá. Thôi. Rồi. 500 mấy cộng thuế nữa. Rẻ. Nè, trong cái bát, trong cái túi rất là đẹp nha anh chị. Công ty tại New York chứ không phải là đồ của China đâu nha anh chị. Là chắc chắn luôn là đồ của nước Mỹ mình nha, New York nha. Made in Italia nha. Rất là đẹp. Ok. Thôi, tạm thời vậy đi. Cảm ơn chị xem clip nha. Order sản phẩm này ở phía dưới, phần comment phía dưới video của bé Tuyết đó.
rồi mình không biết vậy đó. Anh chị muốn coi mua cái màu nào, mẫu nào hay gì đó, trong đó nó đầy mà, tha hồ mà lựa nha. Giờ mình dọn đây, bye bye.